Xin chào các bạn nhá. Và vừa rồi Mạnh Phát cũng rất là bận vì đóng xe gửi khách hàng liên tục, đặc biệt là mẫu xe 133 của Mạnh Phát được mọi người ủng hộ rất là nhiều. Thì hôm nay mình cũng cố gắng lên like để cho mọi người biết là bên mình cũng có rất nhiều xe để mọi người biết là cập nhật xe mới để chuẩn bị mua nhá. Đầu tiên mình muốn giới thiệu các bạn một trong những con xe gọi là huyền thoại luôn, siêu phẩm ấy. Con này là dòng 133 của Mô Bừng Gian Tê nhá. CDS chính hãng này. Anh sẽ quay này cho mọi người nhìn nhá. Xe Moment này, đây yên có chữ Gian Tê nhá. Moment Gian Tê này. Con này là hàng nhập khẩu nguyên chiếc mọi người nhá. Xe mới đến 90% luôn. Cực kỳ đẹp và cực kỳ nét, đây mình sẽ ga thử cho mọi người nghe này. Ga không một tiếng luôn. Không ai biết là mình đang đi luôn ý. Đồ thì toàn bộ đồ nhập khẩu nhá. Có thể mọi người ở trong Nam mọi người sẽ thấy hơi lạ với mẫu xe này, nhưng ở ngoài Bắc thì mọi người quá là chuộng rồi. Con xe này mua mới nó khoảng tầm 14 triệu rưỡi nhá. Cả đăng ký vào nó khoảng 15, hơn 15 cơ. Toàn bộ là đèn trên xe là đèn LED này, đây mọi người nhìn đây này. Đây nhá, đèn định vị ban ngày này. Đấy, xi nhan LED này. Đây mọi người thấy xi nhan LED này. Đây toàn bộ là LED nhá. Toàn bộ cái này là được sơn tĩnh điện chống gì, cực kỳ bền này, giảm sóc này. Siêu êm luôn nhá. Đây vành các bạn nhìn đây này. Đấy, vành này là vành 12 nhá, lốp Kenda này. Toàn bộ là hàng nhập khẩu. Đây mọi người có thể quan sát này. Đằng sau cái này cũng là bằng ấy nhá. Bằng nhôm nhá, giảm sóc ở đây. Xe quá đẹp luôn ấy. Đây ra 133 này, Series DS này. DS này, thấy mọi người thấy chưa? Con này là hàng nhập nhá. Con này đã được Mạnh Phát bán với giá là 7 triệu nhá. Mọi người nhá. 7 triệu. Đấy, cũng như thông lệ thông thường đây, chìa khóa này. Chìa khóa zin nhá. Như thông lệ thông thường là mọi người bắt buộc phải đặt cọc trước 1 triệu nhá. Rồi nhận xe thanh toán nốt nhá. Đấy, số điện thoại của nhà mình là 085 nhá. 993 nhá. Bố số 1 xe này đi được có 6.000 cây thôi. Ok. Xe quá đẹp. Mọi người nhớ số điện thoại của Mạnh Phát chưa? 085 993 nhá. Bố số 1 nhá. Số điện thoại mình sẽ ghim trên bài luôn. Ngay trên tiêu đề luôn nhá. Đây chiếc thứ hai là chiếc Asama. Xe này thì quá là bền, quá là nổi tiếng rồi đúng không? Mọi người trong Sài Gòn thì mọi người quá là quen thuộc với mẫu xe này rồi. Đây. Quá êm luôn. Mọi người thấy chưa? Siêu êm luôn. Phanh phá cực ngon nhá. Con này đạp ngon này. Quá bon luôn. Mẫu xe này đã được Mạnh Phát bán với giá là 2.8 triệu. Acquy mới bảo hành 1 năm nhá. Xe cực kỳ đẹp luôn. Nước sơn này. Xe quá đẹp. Vỏ bình cũng zin, yên zin này. Đây nhá, con này muốn mở yên là kéo vào đây. Đấy, mọi người thấy chưa? Đạp thoải mái nhá. Mạnh Phát trước khi giao cho các bạn, Mạnh Phát sẽ tra dầu cho mọi người nhé. Bởi vì ở ngoài này mọi người thực sự là ít khi đạp đến xe này lắm. Chỉ ô đi bằng điện thôi. Tay ga nguyên bản, anh sẽ quay lên này. Cái đồng hồ này là nguyên bản nhé. IC nguyên bản và tay ga nguyên bản nhé. Tay ga này là nguyên bản này. Đấy. Mọi người nhớ chưa? Đó, anh sẽ quay một phát tổng thể xe cho mọi người nhìn đi. Đấy, rất là đẹp này. Mẫu này là 2.8 triệu mọi người nhớ chưa? 2.8 triệu bình mới nhá. Ok. Đạp ngon lành luôn này. Xe có cả chân chống phụ nhá. Đây. Đấy, chân chống phụ này. Ok chưa? Ok nhá, để xe tiếp theo nhá. Đấy, mọi người có thích xe nào thì mọi người cứ alo cho mình nhá. Có xe này thì chắc là quá nổi tiếng rồi đúng không ạ? Xe này là của Yamaha. Nhập khẩu luôn, Yamaha chính hãng luôn mọi người nhá. iCup. Mẫu này gọi là N3. Êm chưa? Êm như ru luôn. Con này thì đang bị trượt cá nhá, không đạp được, có xích nhưng không đạp được. Nhưng mà mọi người cần thì có thể về chỉnh lại cá xong. Còn ở ngoài này thì mọi người chỉ để chân thôi chứ thực ra chẳng có ai đạp đúng không ạ? Đây mọi người quan sát này, chữ iCat dập nổi trên xe này. Bên này là iCat nhá, còn bên này sẽ là đây có chữ iCat và có cả mã vạch này. Đây, anh ta sẽ quay này. Đây, mọi người thấy chưa? Con này có cả giảm sóc nhá, giảm sóc sau luôn này, mọi người thấy chưa? Giảm sóc sau rồi này. Đấy. Xe nguyên bản, yên cũng nguyên bản Yamaha nhá. Mặt đồng hồ cũng nguyên bản và chìa cũng zin luôn. Chìa zin luôn mọi người nhá. Xe này cũng là 2.8 triệu bình mới thôi. Rất là rẻ đúng không? Con này thì quá đẹp luôn, mình nhập thực sự đắt hơn những con kia khá nhiều, nhưng mình phát sẽ bán cho mọi người với giá bằng nhau. Cũng đều là 2.8 triệu thôi. Màu trắng rất là đẹp nhá. Đây, rất là đẹp luôn. Giả sau trước, giả sau sau đầy đủ. Cái giỏ xe cũng nguyên bản nhá. Chiếc tiếp theo chính là ngày trước mà mọi lần mọi người xem nó là màu đỏ ấy. Hôm nay Mạnh Phát đã chuyển nó thành màu đen nhé, cho mọi người nhìn đẹp mắt hơn. Đen chuyển thành màu đen cái đẹp ngay. Đấy. Con này rất là đẹp luôn, thanh táo ngon, đạp
ngon luôn này. Đây, đạp ngon luôn. Xe này cũng 2,8 triệu bình mới mọi người nhá. 2,8 triệu bình mới luôn. Xe màu đen rất là đẹp. Bên mình ráp tỉa rất là kỹ nhá, sườn rất là đẹp luôn này. Đấy, sườn rất là đẹp nhá. Mọi người yên tâm luôn. Rất là đẹp. Đầy đủ hết chức năng nhá. Đây, chiếc cuối cùng thì nó là một siêu phẩm rồi. Quá nổi tiếng đúng không? Cả Bắc và Nam thì đều chuộng dòng mẫu này. Đó, cả miền Bắc miền Nam đều chuộng. Con này là con gì ạ? Con này chính là con Samurai của DK. Quá nổi tiếng. Toàn bộ xe zin nguyên bản, trừ chìa khóa mọi người nhé. Chìa khóa chống trộm zin này. Xe quá đẹp luôn đấy. Mọi người quay. Nước sơn còn mới nguyên luôn. Đạp được nhé. Đạp nhẹ luôn. Để bon này. Bon chưa? Quá bon luôn. Từ cái tem đến cái giảm sóc. Quá mới luôn đấy. Quá đẹp luôn. Xe này siêu đẹp luôn. Phanh trước là phanh đĩa mọi người nhé. Giảm sóc này. Đấy, giảm sóc này. Êm chưa? Con này thì đi không có gì để chê trách gì được. Đây, cốp này. Sạc này. Quá là lòn nuột luôn. Đây mình sẽ mở khóa cho mọi người xem nhé. Đèn là đèn LED này. Đây. Con này mà đồng hồ này quá đẹp luôn ạ. Còi này. Xi nhan này. LED này. Thấy không? Đèn đầy đủ nhá. Đây. Đèn đầy đủ luôn. Xe thực sự là quá xuất sắc luôn. Động cơ đây, mọi người động cơ dập nổ chữ DK3 này. Này, lốp lắp vẫn còn rất là mới và đẹp nhá. Đây, mọi người ạ. Để chân sau cũng có luôn này. Chân chống, nói chung là con này nó đẹp không chê được điểm gì luôn, mới mình thấy mới đến 9% luôn ấy. Xe này đi được khoảng 40 cây sạc một lần nhá. Xe này mạnh sắc bán là 5,5 triệu, bình cũ 6 triệu bình mới nhá. Đấy, như thường lệ mọi người biết rồi đấy, Mạnh Phát sẽ ship hàng cho các bạn qua Viettel Post nhá. Mạnh Phát chính thức là đơn vị đối tác của Viettel Post qua vận chuyển hàng. Đấy, mọi người yên tâm, chỉ là đặt cọc trước 1 triệu mời mọi người nhận xe thanh toán nốt nhá. Qua Viettel Post nhá, còn phí ship mọi người sẽ chịu tùy từ khu vực nhá, từ 4 đến 500 nhá mọi người nhá. Đấy, xe quá đẹp luôn. Mạnh Phát này lên live toàn xe đẹp cho mọi người luôn. Mọi người nhớ chưa, số điện thoại của mình là 085 nhá, 993 nhá, 4 số 1 nhá. Còn nếu mọi người mà muốn mua xe trực tiếp ấy, ở Hà Nội mọi người thể qua 57 cửa Việt 1 trong Quý Gia Lâm Hà Nội nhá. Còn mọi người ở Sài Gòn thì qua là 2/5/2A đường Bình Giã, phường 13 quận Tân Bình nhá. Ở Bắc Ninh thì qua đối diện ký túc xá Samsung Bắc Ninh nhá. Đều có sẵn xe rất là đẹp. Có thể là không phải là xe trên video nhưng sẽ có những mẫu khác mọi người nhá. Và ai muốn mua những mẫu trên video thì hãy nhắn tin Zalo cho mình nhá. Mình nhắc lại một chút này, 085993 4 số 1 ở cuối nhá. Mình nói luôn là mọi người mua xe bắt buộc đặt cọc, còn nếu không đặt cọc thì xin lỗi bên mình không gửi xe nhá. Đấy là điều kiện tiên quyết rồi, ai cũng vậy thôi. Để gửi đi rất là xa, mình sẽ bọc cho các bạn miễn phí và mang ra tận nơi, hàng giao về tận nhà nhé. Đấy, mọi người nhớ nhá. Mọi người nhớ ấn đăng ký và subscribe kênh của Mạnh Phát để đón chờ những video tiếp theo nhá. Mạnh Phát còn rất nhiều những mẫu xe đẹp và rẻ cho mọi người luôn. Mọi người nhớ đón chờ video tiếp theo nhá. Chỉ một lần ấn đăng ký và nhận thông báo là sẽ có những mẫu xe mới nhất, bởi vì là vừa rồi rất nhiều người xem những video trước và họ mua hụt xe thì mình đã nhắc dặn họ là nhớ đăng ký kênh của mình rồi để đón chờ video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.